Đâu rồi? Xin chào các bác, cô chú, anh chị, các bạn và cùng các em gần xa trở lại với kênh YouTube của em. Thì hôm nay là một cái khoảnh khắc đi ngang qua, tình cờ bây giờ là 12 giờ trưa rồi. Thấy những cái anh thợ điện ảnh đang kéo dây điện thì cũng quay lại một cái khoảnh khắc cho quý cô bác và anh chị, các bạn cùng các em gần xa. Chúng ta sẽ nhìn thấy một cái ngờ thợ điện. Thì nói chung trong cái cuộc sống thì cái ngờ nào cũng là một cái ngờ làm. Nó cũng có lúc sướng và lúc khổ. Thì thấy chưa như thế này mà leo lên cái trụ điện cao. Đây là ở trên đỉnh cao. Cái dòng điện đây bao nhiêu vô là vậy anh? 22 kVA. 222 kVA. Là nó bao nhiêu? Mình 22 kVA. Thì trung thế. Thì các bạn cũng nghe rồi. Thì một anh thợ điện anh đang cũng ngồi ở cạnh mình, anh nói cho chúng ta biết về công suất của điện không? Thì vào cái buổi trưa như thế này thì chúng ta mà nói về cái chuyện mà làng hoàng là chúng ta cũng bị say nắng rồi, là cũng đủ mệt rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là 12 giờ trưa, với cái mức nắng chúng ta nhìn lên bầu trời thì màu xanh cỡ này thì chúng ta biết là vào giữa trưa rồi. Thì cái nắng của trời trưa hôm nay chúng ta thấy là mùa hè hiện tại bây giờ. Là nói chung thì bây giờ chúng ta thấy là cũng đã bước vào mùa thu rồi. Đã. Nhưng mà cái nắng nó cũng chưa có dịu. Người ta nói là nắng tháng 8 rám da bưởi. Đó, quý cô bác chúng ta nghe cái câu đó thì nắng nó dữ lắm. Nhưng mà chúng ta thấy những anh thợ điện họ đang làm trên những cái trụ điện treo queo như thế này. Thì chúng ta sẽ thấy họ như thế nào. Đó, thì hôm nay cũng làm một video ngắn để gửi đến cho quý cô bác và anh chị chúng ta xem. Đây thì nó rất là cao, trụ điện nó rất là cao cho nên là em đã dơm nó lại gần. Chứ chúng ta thấy thì nó rất là cao nha. Cho nên là nó đang lấy nét. Đó, để em qua phía này. Em sẽ cho nó đi về cái vị trí cũ của máy quay của em. Thì đó, chúng ta thấy không? Rất là cao, rất là xa, chót vót. Đó, chúng ta nhìn này. Chào mấy anh đi xuyên là sao? Xin chào các bạn. Đó. Quý cô bác và anh chị chúng ta nhìn thấy. Ồ, đang cháy. Thì đây. Như vậy thì hôm nay cũng chia sẻ đến cho quý các bác, cô chú, anh chị, các bạn và cùng các em gần xa chúng ta thấy về một cái công việc làm của một người thợ điện mà được quay lại một cái khoảnh khắc mà em cảm nhận, cảm thấy cuộc sống của họ nó như thế vậy. Cũng đem lại một video gửi đến cho quý cô bác và anh chị là như vậy. Thì thôi em xin tạm dừng video ở đây. Hẹn các bác, cô chú và anh chị chúng ta những video sau. Bye bye. Cái máy này nữa ra quay xí đi.